Rồi chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hôm nay lên bè ở khu vực Phước Tỉnh mọi người. Hôm nay mồi vẫn là mồi trùng bẹ. Trùng bẹ chứ sáng có mua mớ tôm sống. Tôm cắt sống luôn. Nghe rộng này nè. Tôm cắt sống. Ngày mua tôm to to không à. Nay có đi dằn cá chẽm. Nay ống câu dằn cá chẽm rồi mọi người. Để hồi nữa ra cần hết rồi giới thiệu mọi người sao. Giờ này nước đang ra chắc tầm cỡ 11 12 giờ là cạn, cái đầu vô lại quá. Đây để ra cần câu trùng trước cá cháp vô. Để hồi đó có cá quay mọi người coi. Cái lỗ ở cái bè này, cái lỗ này là cái lỗ huyền thoại nè. Thả tới cái bè này, thả xuống cái lỗ này là có cá. Hôm nay có chú Sa chinh chiến ở cái bè này nữa. rình cá chẽm luôn. Đang đứng bên kia đang cá ống dằn cá chẽm luôn. To to đúng được rồi. Giáp. Một em. Một con đầu tiên mọi người. Có hàng có hàng, cục mồi còn y nguyên. Nhất đầu tiên. Bè gần nhà là chỉ có xoay cỡ này là được rồi. Cả ngày đó là nó luôn chứ. Ngồi còn chơi tiếp. Cỡ đó mà nó ăn lúc cái cần ghê thật chứ. Cần còn trắng nhìn mấy cái. Có. Vô một con nữa. Cháp đó mọi người. Nhịp mấy cái ha bưởi. Thứ hai vậy mọi người, mới ra làm lâm sơm rồi chứ nó có tụ có nhớt rồi. Rồi hai em rồi mới ra cần hết mọi người. Rồi, trong thời gian ra cần là cũng làm được hai em, giờ là đi thả hai cái ống này rồi lưỡi xét hết anh. Này cước 120 anh. Ống này là xài cước 140 rồi. Móc kiếm tôm to to. Ống này chưa đây. À bên cục hào anh đây. Anh đâu có túi đâu. Có túi trước đâu. Thả từ ống thôi. Đây anh Lai đang quấy xét cầm nhà mà nó này không đỏ. Kè qua đây. Thả xét cục hào ở đây nè. Để còn cục hào là cá đối rồi nó dựa ở đây. Thả nhà là bụp. Lử xài lử ba tiêu đi mọi người.
lua nè, xài lưỡi này nè, rồi nó câu mấy lần nó xét, hơi xét mất tôm vô ra, câu chẽm câu tôm to to vậy cho nó kích thích con cá hơn. Đây xét cục hào này mình để phao dừng sải tay thôi nha mọi người. Đây dây nhén nhiều ta, từ con mồi tới cái phao này một sải tay là được rồi. Cá chẽm nó săn mồi nó ăn lửng mà. Quấn vô cái tre vòng. Ăn cái nó dằn cái ống lên là biết rồi. Ok. Đó, ống bây giờ lấy ống kia đi thả nữa. Rồi. Ống thứ hai nha mọi người. Cước thì mình xài cước 140. Đó, còn lữ thì lữ lua số 1 nha mọi người. Này móc con tôm, móc ngay cái đuôi này cho con tôm còn sống. Chì xài chì nhỏ thôi. Chì cho nó giữ con tôm, cho nó con tôm nó đỡ chạy cho cá chẹp nó, thì mình ăn nó bắt mồi dễ hơn thôi. Bây giờ thả xuống phao cỡ chừng một sải tay thôi nha mọi người. Cục này còn phao nè, một con to đại á. Cá này nước lửa rồi, nước cái gì vậy? Chút xíu rồi sảy à. Từ nãy giờ mới thấy con nữa nè mọi người. Vào đồng. Cái nóc cua vậy. Rỉ riết ta. Rỉ ngồi xét bên đây mà anh rỉ riết kìa. Rỉ nè. Còn nữa nha mọi người. Đây cá nhỏ nhỏ vậy không ạ? Rỉa nè. Chưa có được của mình, chưa thấy cái tàu làm cá đủ pin rồi, chỗ để đâu. Mấy ngày cái thẻo luôn mà chạy vô dây hào đâu, cái dây kia kìa, cái dây bên kia, cái dây bên đó à. Đó. Chưa đó, nó dướng vô đó rồi. Đúng vậy, thấy lắc rõ ràng.
vậy kia nữa. Dỡ lên, dỡ lên. Thôi, 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 thôi. Đã nói rồi, nó to chứ nó nhỏ đâu. Nó ăn quen bị sảy rồi á. Đứt thẻo là kéo, cắn lưỡi đi hay giật ra. Giật ra bọc đá vậy. Cắn mẹ rồi, thẻo đi, tưa dây không. Cắn lẻ bỏ này đi. Đã nói rồi nè. Nó đang thui luôn trời. Nhấp riết thôi mà. Nhấp riết thôi mà. Bè kia nó chậm ăn quá, giờ mới chuyển xuống bè này mọi người. Mới thả cần ra ống rồi hết rồi. Mấy cưa có gì không? Xuống đây là thả xuống mấy cái lỗ hào luôn. Hào già chuẩn bị xuất bán rồi. Cá chắc có dựa ở đây nhiều lắm. Chiều mọi người cũng về cá nó không ăn gì hết rồi, ngồi từ trưa tới giờ có lượng cá ngát rồi thua luôn. Đây thành quả nhiêu đây sáng giờ được mới tôm đất nè, mua về nấu canh luôn chứ làm gì. Đổ ra ngoài quay để lên trên, đẩy cái vỏ lên trên đi chứ vỏ câu đổ ra ngoài, đổ ra ngoài. Rồi được cái ngát này chắc cũng kia mấy như lại mới cá cháp sao mấy con vậy, nhưng chắc cũng về ăn cũng được.
tạm ổn. Nghe uổng cái ngáp bỏ rồi chết cứng luôn. Sao đâu anh ơi. Bỏ ngoài đây, lấy cái bao bỏ ngoài đây cho sắm nha. Thôi tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo nha. Ai coi video chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt đăng ký nha mọi người, để ủng hộ kênh nha. Tạm biệt mọi người.